Hello Quốc Võ, xin chào các bạn. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Quốc Võ đang trên đường đi quay lại một cái phim ngắn về cuộc đời của một đại cao thủ guitar rất là nổi tiếng của Việt Nam. Anh được mệnh danh là 10 ngón tay vàng, mà mỗi khi nhắc đến tên anh thì hầu như là trong giới chơi nhạc thì ai cũng biết, đó là nhạc sĩ Trung Nghĩa. Anh Trung Nghĩa và Quốc Võ thì đã quen thân với nhau khá nhiều năm. Tuy là Quốc Võ nhỏ tuổi hơn anh Trung Nghĩa rất là nhiều, nhưng mà cũng là chơi nhạc với nhau đã từ lâu, cho nên thì anh em chơi thân với nhau. Cho nên Quốc Võ muốn làm một cái phim ngắn về cuộc đời của anh, nói về những cái thăng trầm trong cuộc sống, nói về những cái lúc chơi nhạc như thế nào, và nói về những cái khi mà anh qua Mỹ như thế nào, rồi lấy vợ ra sao, rồi những công việc hàng ngày của anh như thế nào. Nói chung là kể lại cuộc đời của mình qua những cái thước phim ngắn quay rất là nghệ thuật, và cái phim nó dài khoảng tối đa khoảng chừng 30 phút thôi. Thì hôm nay là trên đường Quốc Võ đi quay cái phim cho anh, thì hôm nay là quay cái cảnh ở ngoài sân sân tennis. Thì mỗi buổi sáng thì anh thường thức dậy đưa bà xã đi làm, rồi anh đi chơi tennis khoảng chừng 1-2 tiếng gì đó để cho nó khỏe. Năm nay là anh là cũng là gần 70 rồi, cũng sáu mấy rồi, nhưng mà rất là khỏe mạnh nhờ tập thể dục hàng ngày, chơi thể thao, rồi có một cái tâm hồn rất là nghệ sĩ, rất là thoải mái. Nói chung là dân chơi nhạc mà, cho nên là lúc nào cũng vui vẻ, cũng thoải mái, cho dù cho nên họ không có cái tuổi 70 thì cũng giống như là 18 thôi, 17 thôi. Thì hôm nay là cái ngày đầu tiên anh em làm việc với nhau. Quốc Võ sẽ để những cái thông tin tiếp theo lên cho mọi người cùng xem, để coi cái Quốc Võ làm việc với anh Trung Nghĩa như thế nào trong những cái video kế tiếp. Đó, thì bây giờ là trên trên đường mình lái xe mình đi tới những cái chỗ mà quay quay phim đó. Cái sân tennis nghe nói thôi, nghe nói cái sân tennis này nó rất là lớn và nó rất là đẹp, nó hoành tráng lắm, sân lớn lắm, dành cho những cái người mà họ chơi pro chuyên nghiệp á. Tức là tại vì anh Trung Nghĩa ảnh là trong cái đội chuyên nghiệp rồi, cho nên là ảnh chơi cái này lớn lắm. Vì vậy coi như là mình tới đó mình quay. Những ngày hôm qua thì hôm qua thì Quốc Võ đã làm cái video về Liên Vũ đó, thì được mọi người rất là ủng hộ, rất nhiệt tình, cho nên Quốc Võ rất là cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều, và mong rằng những cái video kế tiếp của Quốc Võ thì cũng sẽ được mọi người ủng hộ, nó giống như là những cái video trong những ngày vừa qua. Bây giờ mình đã đến nơi rồi, thôi mình xách máy xuống mình làm việc, tại vì hôm nay là cái sân tennis rất lớn, cho nên mình phải xách cái flycam xuống để mình bay, rồi quay lại những cái cảnh mà anh đánh tennis ở trên sân với lại bạn bè, rồi những cái cú đánh độc đáo như thế nào, mình sẽ quay lại mấy cái đó để mình lồng vào trong cái phim sắp tới, nó cuộc đời của anh nhạc sĩ Trung Nghĩa. Chúc cho mọi người một ngày thật là yên vui và hạnh phúc bên người thân gia đình của mình, và luôn luôn ủng hộ cái kênh YouTube của Quốc Võ cũng giống như những anh em khác, và hẹn gặp lại trong một ngày rất là gần đây, hẹn gặp lại trong vài tiếng nữa chứ. Xin chào tạm biệt mọi người nha, một lần nữa chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ nha, thank you.